Nhìn xem. Nép vào nhau, nép vào nhau. Bên này đăng tay luôn nè. Tụi em sẽ hẹn hò. Chốt luôn. Tụi em sẽ hẹn hò. Thế em đã hỏi ý kiến của Bích Trâm chưa? Anh chào em. Dạ em chào. Em hoàn toàn có thể nhìn anh được. Anh vẫn là một thực thể cũng có thật ở đây mà nhá. Chắc kiểu như anh không phải gu của cổ ấy. Em đến với chương trình, mục tiêu chính của em là gì? Dạ em đến với chương trình, mục tiêu chính của em là tìm chồng. Tìm chồng. Tiêu chí người chồng của em? Tiêu chí của em thì cũng khá là đơn giản thôi. Chỉ cần người đó khi mà em ở bên cạnh họ, em có cảm giác ấm áp và thực sự an toàn là được. Nếu như bây giờ phải vẽ sơ đồ tình yêu của em cho đến giờ phút này thì em thấy cái điểm nào cần nhấn? Cái mối tình đáng nhớ nhất của em á, có lẽ là mối tình lúc mà năm 18 tuổi thì nó hơi có khúc mắc ở đó một chút. Tại vì em tự lập từ rất sớm, cho nên là mối tình đầu tiên đó em cũng gặp anh ấy. Và sau đó là em với anh ấy có lỡ làng với nhau. Thì hiện tại thì con gái của em là anh ấy nuôi. Tại cháu mới bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ hiện tại là 8 tuổi rồi chị. Em có thường xuyên qua lại để mà thăm chăm nom con của mình không? Dạ em cũng thường xuyên. Bình thường thì sẽ là một tháng em sẽ về thăm tầm 3 lần. Như vậy cũng là một câu chuyện buồn trong tình yêu. Cảm ơn em rất nhiều. Anh chào Bích Trâm thân mến. Khi mà xem clip giới thiệu về em ấy, thực sự là tôi cũng rất là xúc động. Và ở trong đó bạn có nói là hôm nay đến đây là để... Dạ hôm nay mục đích của em tới đây là tìm ba cha con của mình, chứ không phải là tìm chồng cho bạn. Dạ trước tiên sẽ tìm ba cha con của em trước. Ồ thế nếu như bây giờ con chọn một người mà bạn không thích? Em nghĩ là khi đã là mẹ rồi thì tất cả mình sẽ sống vì con của mình. Chị đang rất là xúc động và chị cũng hy vọng là cái điều mong muốn của em là một cái điều nó rất là bình thường, bình dị. Nó một niềm mơ ước hạnh phúc của bao nhiêu người phụ nữ, bao nhiêu người mẹ đơn thân đang nuôi con, ngày hôm nay sẽ đạt được em nhé. Dạ em cảm ơn chị ạ. Đến với chương trình, hôm nay em có cái tiêu chí hay là em mong muốn khao khát tìm được một người phụ nữ như thế nào? Mong muốn của em là kiếm một bạn nữ hiền và kiểu là người phụ nữ của gia đình vậy. Hiền là như thế nào trong mắt em? Nói chung là đừng có kiểu mà... Đừng có đanh đá sao anh nhớ như chị đúng không? Đúng chính xác. À chính xác luôn hả? Trời. Trước kia em đã từng yêu chưa? Dạ rồi ạ. Mấy năm? 2 năm. Ai là người chủ động chia tay? Bạn nữ đó. Nào em hãy miêu tả sơ về người bạn gái cũ của em. Dữ lắm anh. Dữ như thế nào? Khủng lắm, khủng khiếp lắm. Sao mà miêu tả về người bạn gái cũ mà sao nó khó khăn dữ vậy hả em? Nó cụ thể thế nào nè, em nói cho mọi người cùng biết. Anh cứ tưởng tượng nhiều khi mà bạn nổi cục mụn lên mà bạn cũng chửi em. mới đầu về là ngoan lắm à. Dạ thưa thưa à. Sau kiểu mọc đuôi lên mày tao. Có một lần em lên phòng của bạn chơi à. Bạn đang ngủ à. Em gõ cửa à. Bạn chửi kêu không đi là bạn lấy ghế ra bạn tán. Yêu đương cái kiểu gì đấy? Trời ơi, nằm gai nếm mật nữa anh. Không nhưng mà thế tại sao mà em vẫn còn muốn níu kéo? Kiểu mình đã thương rồi anh, mình không có bỏ được. Hay quá, tình yêu là không có lý do. Lâu lâu không chửi cái buồn. Hỡi các bạn nữ ở bên cạnh, các bạn cũng đã nghe thấy rồi. Đây là một chàng trai rất đặc biệt. Và đừng có giữ quá, nhưng vẫn có cơ hội để cho giữ. Và làm gì thì làm, hãy làm tới nơi tới chốn. Bởi vì cậu ấy nghiền. Khi mà quen được gần 1 năm á, thì bạn nói với em là bạn là single mom. Mà con trai của bạn năm nay là 4 tuổi rồi. Mới đầu chỉ yêu thôi. Đến lúc mà bạn nói bạn có con là em bắt đầu thương. Thương lắm. Rồi sau đó mà em có gặp con của bạn hay không? Bạn không cho gặp. Bạn chỉ chủ yếu cho coi hình thôi. Thank you.
em nghĩ là dù có trải qua nhiều đau thương hay là chưa trong tình yêu ấy, thì mỗi người sẽ có một cái định kiến, cái suy nghĩ khác nhau riêng cho mình về tình yêu. Với anh Tuấn này ấy, em cảm nhận được chính là sự chân thành, và cái đó là cái rất cần thiết đối với một người phụ nữ. Vì cả hai chị bên này thì em cảm thấy là chị đều nói là cần có cái sự chân thành, rồi cần có sự bao dung. Cảm nhận được vậy thì đương nhiên anh này sẽ là một người chắc chắn là như vậy. Thưa quý vị, ở phần này những người tham gia sẽ có quyền đưa ra một lời đề nghị để có thể quan sát kỹ hơn đối tượng của mình. Bây giờ là lúc mà những người tham gia đi tìm chân ái trong chương trình của chúng ta có quyền lựa chọn một trong những dữ kiện. Đó có thể là một bộ phận trên khuôn mặt. Có bạn sẽ lựa chọn mái tóc, bờ môi. Có người sẽ lựa chọn cánh cửa của tâm hồn, nơi biểu đạt cảm xúc của tình yêu, đó là ánh mắt. Đó cũng có thể là một bức ảnh từ ngày xưa để các bạn có thêm những ấn tượng và có thêm cảm xúc cho mình. Và bây giờ, Cát Tường. Em lựa chọn là lựa chọn bạn Tuấn. Thế bạn muốn xem, muốn khám phá điều gì ở hai cô gái bên này? Bạn Bích Trâm, em muốn coi lòng bàn tay. Tại sao em lại muốn xem bàn tay? Bởi vì em coi lòng bàn tay là em muốn xem trên tay bạn có những cái vết chai không, sần không. À, để chia sẻ với người phụ nữ. Và bây giờ, Trâm ơi. Anh xin lỗi nhé. Gì vậy? Chạm vào để nói chứ bây giờ sao biết được. Vẫn ấm mà. Anh chiên lại cái năng lượng đó qua trước đi anh. Đừng giữ lại cho anh. Are you ready? Đưa cho người ta đi. Anh cứ làm người ta hồi hộp. Cũng có một chút gọi là... Sao? Cũng có một chút gọi là chai sần. Điều đó nói lên được điều gì? Em muốn là ví dụ mà em quen bạn đó thì em muốn là cái những cái vết chai đó hành lên tay của em chứ không phải là trên tay. Wow. Đây là một chàng trai sống rất tình cảm và sâu sắc. Nếu như chúng ta mà không xuất phát từ cảm xúc thật, không nói ra được những điều chân tình như thế. Tường ơi, có lẽ đã lâu lắm rồi em chưa được nghe câu nhìn ánh mắt em anh thương vô cùng, giá mà những sự vất vả của em anh san sẻ được. Nếu như không phải là tình cảm thực, người ngoài nghe thấy sẽ cảm thấy sáo rỗng. Nhưng nếu em cảm nhận từ ánh mắt, từ trái tim của chàng trai nói với em như vậy, tôi nghĩ là chính em dù là một người mạnh mẽ, thông minh, thành đạt đến đâu cũng sẵn sàng dựa vào vai người đó mà khóc. Giang, bây giờ dạ. Em muốn xem điều gì? Em muốn xem bạn gái còn lại. Em muốn xem cái gì? Em muốn xem ánh mắt. Ánh mắt. Có ánh mắt. Thì theo em á, thì em nhìn thì bạn này sống rất là chân thật và tình cảm. Tại vì ánh mắt của bạn ấy rất là tròn. Và trong cái mắt á, lúc nào cũng có rưng rưng nước mắt á. Ngần ngần nước mắt. Ngọc Bích. Dạ, cho em xin phép được thấy hình hồi nhỏ của bạn. Bạn vừa xem đôi mắt em á. Giang. Chị, mình xem qua xem lại cho nó đều. Xem qua xem lại cho nó đều. Thank you.
thai là con Trâm nó đã có con rồi, con có ngại hai điều đó không? Vân xin trả lời câu đầu tiên là nếu mà từ chỗ con tới Đồng Nai á, nó sát rạt nhau à. Còn về việc con cái thì con kiểu con cũng là đồng cảm á cô. Con không có trách quá khứ gì hết cô. Chỉ cần hai người thương nhau thật lòng là được. Cảm ơn cô. Chắc là Trâm cũng nghe lời chia sẻ của mẹ rồi ha. Yeah. Không, nhưng mà cái chương trình của chúng ta cũng lạ thật đấy. Khó nhất là cái màn ra mắt. Nhưng mà ở đây đang có một việc giữa là giữa bên nam và bên nữ tìm hiểu nhau bước đầu, xong luôn cả việc cha mẹ. Bà ngoại vừa hỏi phát trả lời xong là bà gật gù. Thế là xong rồi. Kiểu như là hai đứa mình là giờ hết nhiệm vụ rồi đó. Thế là xong rồi. Quay lại với em nha. Thì bây giờ em có thể tư vấn cho người chị của mình. Trong thì em vẫn tôn trọng quyết định của chị em, tại vì hạnh phúc của chị em mà. Nói chung là cái bạn mà chị em sẽ lựa chọn á, hai người đã cũng đã xem mắt rồi, xem hình nhau rồi, thì em nghĩ cái gì mình thích cái món đồ gì đó là mình phải mua liền. Trời ơi, đi lấy chồng mà ảnh tư vấn tôi là thích món đồ gì là mua liền. Đó là tư duy của các bạn trẻ ha. Người nhà đôi lúc cũng chưa chính xác lắm. Đương nha. Nhiên rồi. Tại vì người nhà là luôn luôn đặt cái cảm xúc và tình cảm, nhiều khi có áp đặt một cái tiêu chuẩn mà của cá nhân họ. Nhưng đây là những người gọi là người dân, thì chắc chắn là những lời nhận xét sẽ khách quan nhất. Theo cái quan sát của Hen ngay từ cái lúc mà Hen ngồi ở đây, thì khi hai bạn nữ nói thì bên nam sẽ là cái người lắng nghe, thì Hen lại tập trung nhìn bên nam hơn, xem là bạn nào có thể là cảm xúc theo cái câu chuyện của bạn nữ. Thì mặc dù là không có ngồi đối diện nhau nhưng mà có cái sự nó rong điện với nhau á chị. Ví dụ như là bạn Tuấn với lại Bích Trâm rất là tập trung. Hay là khi mà chị Bích Trâm chị nói về chuyện là chị có em bé, thì anh Tuấn giống như anh im lặng, anh tưởng tượng những cái cảm xúc, cái điều đó. Tuấn có một cái sự kết nối rất là rõ ràng, rất là đặc biệt đến nam với lại mẹ của Trâm. Hen nghĩ là Tuấn sẽ không chỉ riêng là thương nam mà sẽ thương Trâm và thương mẹ của Trâm nếu mà về một nhà. Không biết là Tuấn có cái suy nghĩ đó không? Nãy em bắn tim. Dạ, em bắn tim. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Về phía bạn Giang, Hen nghĩ là hai người này rất là trẻ trung, rất là vui, theo cái lối sống gọi là hiện đại, tích cực hơn. Đúng rồi, có một cái chỗ mà của chị Bích Trâm là một cái người từng trải, thì đó là một cái cảm xúc mà có thể giúp cho cái trái tim từng đổ vỡ của anh Tuấn có thể là lành lặn lại. Thì em thấy là chị Trâm có thể làm được chuyện đó cho anh Tuấn. Như hiện tại em đã cảm thấy nó khá là rõ ràng ở hai... có hai cái cặp, em xin gọi trước là cặp. Vì thứ nhất là em nghĩ một cặp nó sẽ phải có cái sự tương đồng nhất định về nhiều thứ. Như em cảm thấy được là giữa anh Tuấn và chị Trâm cụ thể thì hai anh chị có cái sự tương đồng rất là lớn. Và một người thì cần được như vậy và một người sẵn sàng bao dung. Còn bên này là một người đang có cái nhu cầu như vậy và một người bên này là người ta sẵn sàng cho. Thì em cảm thấy nó rất là hợp lý. Còn cặp đôi còn lại, em nghĩ là hai anh chị này sẽ yêu nồng nhiệt. Như anh Tuấn và chị Trâm sẽ là cái cách ok mình an phận, nó sẽ là một cái nghĩa về cho gia đình nhiều hơn. Nghĩa là một cặp là đầm thắm, một đúng cặp rồi. Mãnh liệt, nó còn nhiều gọi là cái cung bậc dữ lắm mình chưa đoán trước được. Dạ đúng rồi. Và bây giờ là một thời khắc vô cùng quan trọng. Các nhân vật của chúng ta sẽ có 5 giây để suy nghĩ, quyết định đi tiếp hay không. Và chỉ khi họ đứng lên tại vị trí của mình, lúc đó tên chạm mặt của vòng 2 mới đầy đủ ý nghĩa. Và bây giờ tất cả chuẩn bị. Và đầu tiên đó là Bích Trâm. Xin mời em đưa ra quyết định của mình. Năm. Bốn. Wow. Ngọc Bích, xin mời em. Năm. Bốn. Ba. Hai. Và bây giờ là hai quý ông của chúng ta. Xin mời Tuấn. Một. Mời Giang. Thưa quý vị, chắc chắn rồi, sẽ chạm mặt và sau đây sẽ là team.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến vòng 3. Thật là hạnh phúc cho chúng tôi, những người làm chương trình. Mong tìm được chân ái cho những người tham gia. Và hôm nay, tất cả trong số họ đều lựa chọn tiếp tục đến với những phần sau của chương trình. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi, những người làm chương trình, đang làm khá tốt công việc của mình. Và bây giờ chính là lúc tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của họ trước khi gặp mặt nhau. Nào, hãy quay trở lại nhìn vào đúng đối tượng mà mình mong muốn. 3, 2, 1, xin mời. Cái mộng mơ đi tìm người cùng anh kết áo hoa. Wow. Vậy mà sau bao năm, sáng lẻ loi có phòng tràn ngăn với những mùi hình. Và thân với em, xanh xanh sắp hết những ngày thôi không còn những người. Xuống phố môi tôi so quên hết những niềm vui. Ngồi vào ghế, ngồi vào ghế. Bởi vì tôi thấy có người còn chính choáng suýt ngã. Anh Xuân Bắc biết sao không? Em ngồi từ dưới này em nhìn lên nhé. Mặc dù chúng ta chưa hề biết chính xác người mà chúng ta mong muốn nhìn thấy đầu tiên là ai, nhưng mà tự nhiên em có một cảm giác khi mà cả bốn bạn quay lại một cái nhìn phát trúng ngay cái người mà trong lòng mình đang nghĩ luôn. Trúng luôn đấy hả? Trúng luôn. À, để tôi hỏi Ngọc Bích. Dạ. Em nhìn có trúng không? Trúng rồi anh. Trúng rồi. Đúng rồi. Bích Trâm. Dạ. Em đoán được đối tượng của em chưa? À, quay lại là em bán tim đúng luôn rồi. Bán tim đúng luôn rồi. Bán tim luôn rồi. Tuấn, em thích ai em cứ nhìn thẳng, không việc gì phải nhìn trộm. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta có một điểm đặc biệt. Ngay từ khi bắt đầu các nhân vật của chúng ta xuất hiện, chúng tôi đã cài một hệ thống để ghi nhận nhịp tim, ánh mắt, hơi thở, phản ứng của những người tham gia. Để cuối cùng, chúng ta sẽ căn cứ vào đó xem họ thực sự rung động thế nào với đối phương của mình, xem họ có quyết định chính xác hay không. Chúng ta nhìn nhau, quan sát nhau, suy nghĩ cái gì, nãy giờ có máy theo dõi hết. Máy sẽ phân tích dữ liệu xem là chúng ta đang trong cái trạng thái như thế nào. Không có gì căng thẳng hết. Vâng. Và bây giờ tôi hỏi Giang Võ, bạn hãy nói cảm nghĩ của bạn về đối tượng mà bạn đã tìm thấy vào giờ phút này. Hơn sự em tưởng tượng luôn. Hơn cả tưởng tượng của mình. Về cả ngoại hình và gương mặt. Cả ngoại hình và gương mặt. Thế ngoại hình và gương mặt nó khác nhau à? Ngọc Bích, theo em thì Giang Võ đang nói về ai? Thì ngay từ lúc nãy em quay lại á, là em đã đoán được. Cùng du dương trong âm nhạc, để cảm nhận nhau và để cuối cùng khi kết thúc các bạn cho chúng tôi biết có chốt cho việc hẹn hò hay không. Còn nhiều thứ có lẽ chỉ thay gió bằng thời gian, những tin nhắn không như mơ mộng, và lúc sóng gió đến toán vây quanh chuyện tình ta là mình lung lay khát vọng. Xin ta hãy nhớ hôm nay cho ngày ước được từ tâm can, để thêm cố gắng vẫn tin yêu và bước qua. Và
giờ đây khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Yeah. Ngày hôm nay thấy trái tim vàng nhìn thấy trong mắt tương lai ở đây biết đã tìm được yêu thương nơi cuối thanh xuân. Lời hứa mãi chẳng xa rời hạnh phúc. Các bạn rồi. Tôi xin lỗi là ở chỗ nhìn xem. nép vào nhau. Bên này đăng tay luôn này anh. Âm nhạc đang cất lên mà tôi hô dừng nhạc có vẻ có một chút gì đó nó bị ngắt cảm xúc của quý vị đang theo dõi. Nhưng tôi cảm nhận được những bước đi của hai cặp đôi. Người dừng đầu tiên không ai khác đó là Tuấn. Bên này cũng hợp luôn đấy. Tuấn nhìn tôi và ý như là anh ơi không có nhảy nhót gì nữa. Đủ rồi anh. Quá đủ rồi. Và bây giờ tôi sẽ hỏi là các bạn có chốt rằng thưa tất cả mọi người, chúng em chính thức tìm hiểu và hẹn hò từ đây hay không? Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Lắng nghe lại nhịp đập trái tim mình. Lắng nghe lại câu chuyện từ đầu đến giờ chúng ta đã chia sẻ. Suy nghĩ lại về những lời tư vấn của ban cố vấn cũng như là gia đình của mình. Nhưng quan trọng hết, theo như kinh nghiệm của Duy Tường thì ngoài cảm xúc nó còn phải có một chút lý trí nữa mới có thể đi được với nhau một đoạn đường dài. Suy nghĩ thật kỹ, hãy đưa ra quyết định của mình các bạn nhé. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đang chờ đợi. Đưa tay đây nào à? Mãi bên nhau bạn nhé. Thật ngạc nhiên khi nhân duyên mang em đến bên cạnh. Bồi hồi cầm bàn tay người là chân ái trong anh. Ngày hôm nay tôi biết em đang run, nhưng mà cho tôi hỏi vì sao lại phải lâu thế? Tại vì em còn một chút lấn cấn. Thứ nhất là theo cái gu của em á, là em cần một cái người lớn tuổi hơn em. Tại vì em suy nghĩ á, thì càng lớn tuổi sẽ càng trưởng thành hơn. Nhưng mà bạn này là hình như là nhỏ tuổi hơn em. Tuy là nhỏ tuổi hơn nhưng mà em vẫn cảm nhận được là cái sự ấm áp và có chút trưởng thành trong đó. Rồi mới đầu bạn quay lại bạn nhìn em, bạn không chớp mắt luôn chị. Bạn nhìn mà đến nỗi mà em không dám nhìn lại luôn. Em quay qua em nhìn anh Xuân Bắc không. Và cuối cùng điều gì khiến em vẫn chốt đưa bàn tay của mình ra cho anh ấy? Khi mà em đến với chương trình này thì cũng giống như em quyết định là em mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận một tình yêu mới. Có thể là không đúng như cái gu hay là trí tưởng tượng hay hình mẫu của em, nhưng chỉ cần là đồng điệu và cũng coi như là một phần là xét đánh đó. Và chị hy vọng rằng cái cảm xúc ngày hôm nay nó đúng với hoàn cảnh của em nhé. Dạ, em cảm ơn.